danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng hồn, sáng sớm bình minh ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ trong nhà nguyện của hội dòng để chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho các chị em, 7 chị em tuyên khấn lần đầu và 17 chị em khấn lần hai. Qua việc tuyên khấn của mình, các chị em nói lên một cái quyết định chọn lựa dứt khoát, chọn lựa theo Chúa Giêsu, chọn lựa từ bỏ tất cả những cái gì mà thế gian này mời gọi để bước theo Chúa và sống đời sống thánh hiến. Qua chọn lựa đó, chị em cũng diễn tả cái khao khát của mình về một đời sống trọn lành. Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, cách riêng là các chị em tuyên khấn ngày hôm nay, hãy bỏ tất cả mọi sự mà bước theo tôi. Xin Chúa cho chúng ta cũng luôn luôn ghi nhớ tất cả những điều đó để chúng ta sống và thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Với tất cả ý nguyện đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi thiếu sót và lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chính nhờ sự ban ơn soi sáng mà các chị em chúng con đây đã quyết tâm theo Chúa Kitô và sống gần gũi với người hơn nữa. Chúa đã dẫn đưa những người chị em này đến chặng đường hiện tại. Xin ban cho họ hiến trọng cuộc đời cho Chúa và không ngần ngại cho nhau. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con ngàn sống về nhìn cùng Chúa trong giờ phút của Chúa Thánh Thần đến quân phở muôn đời. Nhưng Chúa hỏi Samuel lần nữa.
Người bảo kẻ ấy rằng, sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn. Người ấy hỏi rằng, giới răn là? Chúa Giêsu liền đáp, ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình. Người thanh niên thưa lại rằng, tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn yếu thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh, nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được một kho tàng trên trời, rồi đến đây mà theo ta. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu mà bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp. Bây giờ Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, ta bảo thật các con, người giàu có thật khó mà giàu được trời. Ta còn bảo các con rằng, con lạc đà chu vơ lúc tin còn dễ hơn người giàu có vào được trời. Các môn đệ nghe vậy thì ngỡ ngàng mà thưa rằng, vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Và tin mừng này, Marco nói rằng em
bài đó, thưa thầy, tôi phải làm gì để đưa sự sống thật? Tôi phải làm gì? Tôi phải. Cái chữ phải đấy là cái chữ mà anh ta bị mắc kẹt ở trong đó. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Anh ta cảm nhận một cái điều rất rõ là tất cả những gì anh ta có và tất cả những gì anh ta đã thực hiện nó chưa đủ. Và tôi phải làm gì? Cái chữ phải đấy nó diễn tả một cách rất sâu cái đạo lý của tôi hay không? Những gì được đặt ra trong cung ước. Bởi vì ở trong cổ ước thì cái việc tuân thủ lệ luật là căn bản đời sống của người Do Thái. Giữ luật là công chính, là người công chính. Cái mức độ công chính được đo được đến được tăng trên cái mức độ tuân thủ lệ luật. Và nếu chúng ta nối kết, chúng ta đọc trong sách Đề Nghị Luật là chương 25, 14 câu đọc thì ông Mô-xê nghe lời của Đức Chúa phán lại cho dân, truyền lại cho dân: nếu anh em tuân giữ lề luật của Đức Chúa thì anh em sẽ được chúc phúc. Và cái phúc lành đấy là gì? Tất cả những cái thực tại của trần gian này, giàu có, con cái một vườn, bày gia súc ngày càng tăng trưởng, kho lắm đầy, tất cả những cái gì là phúc lành mà thế gian này con người ta mong muốn. Nhưng đối với cái kia hôm nay, anh ta thấy điều đó không đủ để thỏa mãn cái sự khao khát ở trong lòng của anh ta. Và anh ta đặt câu hỏi với Chúa Giêsu thì Chúa nói rằng là hãy tuân những lời luật. Thế anh ta còn hỏi là cho chắc luật nào? Chúa Giêsu liền kê ra một số. Thế anh ta trả lời rất nhanh, rất nhanh: những điều đó tôi đã dẫn từ bài giảng thôi. Và trong khi mình thấy Marco nói ra một cái chi tiết rất đáng yêu, Chúa Giêsu nhìn anh ta và đem lòng thương anh ta. Nhưng mà cái căn cốt của anh ta là anh ta giữ luật đó. Anh ta làm tất cả cái việc đó mà luật lệ, luật trái anh ta. Và anh ta nghĩ cái điều đó là có thể giúp cho anh ta được hạnh phúc, nhưng mà tự trong sâu thẳm ở trong tâm lòng của anh không cảm được. Và cái câu trả lời của Chúa Giêsu là anh còn thiếu một điều thôi. Câu chuyện tới đây quả rất đẹp, đang rất đẹp, một bức tranh rất đẹp về cái sự khao khát của một con người, và đặc biệt đó là người trẻ, người có tất cả. Chúa Giêsu bảo anh hãy bán tất cả những gì anh có, bố thí cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Thì các cảnh sự chúng ta biết, người thanh niên buồn bã, thì mình thấy Marco diễn tả chi tiết hơn. Anh ta xuống nét mặt xuống, anh ta buồn rầu, anh ta bỏ đi. Và cái lý do anh ta bỏ đi là gì? Bởi vì anh ta có nhiều của cải. Thưa cộng đoàn, cái của cải đối với người thanh niên này nó không chỉ dừng lại là những của cải tài sản vật chất, mà xa hơn nữa và sâu hơn nữa, nó là cả một cái thế không lề luật, cái niềm tin mà anh ta được đạo luyện từ bé theo tinh thần của do thay nhân. Hay nói cách khác, thuộc về luật bỏ cái đó khó quá. Kính thưa quý sư, ngày hôm nay quý sư tin thánh và quý sư sẽ đọc lời thánh của mình. Trong lời thánh đó, quý sư cũng tuyên bố xuống khó nghèo tự nguyện bỏ tài sản vật chất, sống yên tĩnh, bỏ cái vui vui, cái lạc quan của con người tự nhiên, sống bất phụ, bỏ cái ý riêng của mình để sống theo ý của Chúa. Và tất cả những người đã sống đời thánh hiến, chúng ta thấy những cái từ bỏ đó, chúng ta tuyên, chúng ta thánh,
nhưng quả thật không dễ của chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu từng ngày, từng giờ để chúng ta có thể bước theo Chúa. Đối với người thanh niên ngày hôm nay, anh ta hỏi Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được sự sống đời? Câu trả lời của Chúa Giêsu là tất cả, không phải là những gì anh làm, anh phải làm để anh được sống, được sự sống đời đời. Mà cái điều cốt lõi, điều quan trọng, cái sự sống đời đời đó là do chính Chúa Giêsu mang lại. Cái công trạng của con người không bao giờ đủ để đạt được điều đó, mà là do giáo máu của Chúa Giêsu. Và lời mời gọi Chúa Giêsu: bước theo, hãy bước theo tôi. Bước theo nghĩa là, ở trong nhà tập chắc là được học môn để ơn hỏi. Hồi xưa tôi ở đệ tử, và trong nhà tập một lần các cha giáo như vậy, hồi chưa giáo lương như vậy, ai mà hỏi các chú, ngày tôi gọi chúng tôi các chú, ai hỏi các chú được là đi tu để làm gì, thì các chú trả lời: đi tu để theo sát Chúa Kitô. Và Ngài còn dạy cho cái cụm từ Latin là sequela crisi, đi tu để theo sát Chúa Kitô. Cho nên về nhà, người này người kia, bạn bè cứ hỏi của sao tôi lại đi tu, trả lời ngay mà luôn: đi tu để theo sát Chúa Kitô, sequela crisi. Lúc các chú chưa biết nghĩa đó, trở lại một cách nhanh nhẹ như vậy. Và theo sát Chúa Kitô ở đây không phải là theo ở trên cái đoạn đường, trong cái không gian, mà theo cái lối sống của Ngài. Cho nên có thể nói rằng càng theo sát Chúa Kitô trên con đường của chúng ta, bước theo Chúa, thì chúng ta sẽ phải càng giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Và phải đặt Chúa Giêsu ở trọng tâm đời sống của chúng ta. Đối với người thanh niên ngày hôm nay, thì cái trọng tâm đời sống của anh là việc tuân giữ lề luật, và anh ta hướng đến những cái gì phải là để được sự sống đời đời. Chúa Giêsu muốn thay đổi cái lòng trạng đó. Cái trọng tâm là chính Chúa Giêsu và bước theo Chúa Giêsu. Rất tiếc, và cuối đoạn này có một chút lời cần phá tan đi cái bức tranh đẹp đáng ngưỡng mộ về người thanh niên. Anh ta đã bỏ đi, anh ta không thể bước theo Chúa. Cái căn bản vì anh ta không thể bỏ những cái gì mình đã có. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, khoảng trung tuần tháng 7 vừa qua, ở bên nước Mỹ có một sự kiện lớn, Hội đồng Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức đại hội lần thứ 10 ở thành phố Indianapolis. Cái đại hội đó quy tụ hàng chục ngàn Kitô hữu, người Công giáo ở khắp đất nước Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng tới nữa. Cái đại hội đó này là cho thấy rất nhiều ấn tượng tốt đẹp, và một trong những ấn tượng đó là cái hình ảnh của cái buổi tôn vinh thể Chúa Giêsu và buổi tối trong một sân vận động. Các Kitô lấp đầy hết các sân vận động, các chỗ ngồi sân vận động, và thánh thể của Chúa được đặt ở vị trí trung tâm ngay giữa sân vận động với ánh sáng lung linh, linh thiêng và trang trọng. Cái hình ảnh đó chắc chắn cũng là cái hình ảnh gợi cho chúng ta về việc Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Giêsu, thánh thể của Chúa Giêsu và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang tới, lương thực trường tồn mà Chúa Giêsu ban tặng, phải là trung tâm đời sống của chúng ta. Trong tuần này chúng ta đang lịch phục vụ của Hội Thánh, các bài đọc, đặc biệt các bài tin mừng nói về cái thánh thể mới Chúa Nhật hôm qua, thánh thể, và trong suốt tuần này đến Chúa Nhật tuần sau, chúng ta tiếp tục được nghe các bài tin mừng nói về một những thánh thể của Chúa Giêsu. Thế rồi đầu tháng, cuối tháng 7, giữa tháng 7 thì tôn vinh thánh thể Chúa Giêsu đại hội thánh thể Hoa Kỳ, và ngay sau đó chúng ta thấy cái đại hội Olympic.
trong cái nghi lễ khai mạc thì người ta đã lồng ghép vào trong đó một cái chi tiết với những cái hình ảnh có thể nói là phỉ báng, nhạo báng về bức tranh bữa tiệc linh. Trong bữa tiệc linh, Chúa Giêsu đã lập cái hình ảnh này, và trong bữa tiệc linh, Chúa Giêsu đã hiến chính thân mình để mà nuôi dưỡng chúng ta. Và chúng ta đối với những người Kitô, những người Công giáo, cái bữa tiệc đó là thiên thánh. Cho nên người ta đưa cái hình ảnh, những cái hình ảnh có thể nói là hết sức phản cảm, mô phỏng là giống như những bức tranh bữa tiệc linh. Và sau khi lễ đó, hội đồng giám mục Pháp, các giám mục, các Kitô hữu, hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới cất lên những tiếng nói phản đối. Và mới đầu tháng cách đây mấy ngày thì Đức Giáo Hoàng Tòa Thánh Vatican cũng ra một phát ngôn để phản đối về những cái sự chế nhạo đó. Và bất chấp những sự chế nhạo đó thì cái người lãnh đạo nước Pháp, người đứng đầu nước Pháp, Tổng thống Macron, ông ta biết, ông ta phản hồi một cách ngắn gọn: đây là nước Pháp. Nước Pháp tự hào về nghi lễ đó. Trưởng nữ của giáo hội, nước Pháp đã được gọi như vậy, trưởng nữ của giáo hội. Thưa anh chị em, những cái điều đó đã khiến chúng ta đau lòng. Và Tòa Thánh đã mời gọi các Kitô hữu hãy ăn chay, hãy cầu nguyện để xin ơn đền tại thánh thể Chúa Giêsu bị xúc phạm. Thưa anh chị em, qua bài tin mừng ngày hôm nay, trong cái khung cảnh của ngày Thánh, Thánh Matthew nhắc cho chúng ta về cái ý nghĩa đời sống của chúng ta là một đời sống theo sát Chúa Giêsu. Theo sát Chúa Giêsu là theo trên con đường thánh giá, và theo sát Chúa Giêsu là chấp nhận buông bỏ để bước đi theo Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta luôn can đảm bước theo Chúa giữa dòng đời có thể nói là đi ngược lại những cái trào lưu mà ngày nay người ta cổ suý. Và xin cho các chị em tuyên khấn ngày hôm nay được luôn luôn trung thành bước theo Chúa trọn vẹn trong hành trình vâng gọi và sứ mạng của mình. Amen. Con xin được giới thiệu các ứng sinh tuyên khấn phần đầu hôm nay. Em tên Sa Trần Đoàn Minh Phương. Này con xin đến em Maria Nguyễn Thị Bích Ly. Này con xin đến em Maria Trần Thị Thần. Này con xin đến em Anna Trần Thị Hồng Nhung. Này con xin đến em Maria Trần Vũ Anh Thư. Này con xin đến em Teresa Trần Thị Thủy Tiên. Này con xin đến em Maria Nguyễn Thị Tuyết. Này con xin đến chị em thân mến,
Chị em xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Thưa, chúng con xin lòng thương xót của Chúa và hội dòng ca minh tâm hiệp Thánh hiệu Catalina Siena. Mời chị em đứng. Chị em thân mến, chị em đã được thánh hóa nhờ nước và thánh thần. Chị em có muốn nhờ lời khấn dòng mà kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa, nhờ ơn Chúa và nhờ sự giúp đỡ của hội dòng, con muốn. Chị em có muốn theo đuổi con đường hoàn thiện theo lối sống của các tông đồ mà Thánh Đa Minh đã đề nghị, như những con người của Tin Mừng luôn bước theo đấng cứu độ không? Thưa, nhờ ơn Chúa và nhờ sự giúp đỡ của hội dòng, con muốn. Để theo chân đấng cứu độ chúng ta, chị em có muốn sống đồng tâm nhất trí trong đời sống cộng đoàn, trung thành với việc tuân giữ các lời khuyên Tin Mừng, nhiệt thành cầu nguyện, chuyên cần học hỏi, kiên trì giảng thuyết và nhấn lại giữ kỷ luật, tu trì để tôn vinh Thiên Chúa và lo cho chính mình cũng như tha nhân được ơn cứu độ không? Thưa, nhờ ơn Chúa và nhờ sự giúp đỡ của hội dòng, con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc người đã khởi sự nơi chị em. Amen. Nghi thức tuyên khấn. Đây là phần trọng tâm của nghi thức khấn dòng. Các thân sinh tiến lên quỳ trước chỉ bề trên tổng quyền, đặt tay trên sách hiến pháp trong tay chỉ bề trên tổng quyền và đọc bản tuyên khấn do chính tay khấn sinh viết. Chính trong giây phút linh thiêng này, các khấn sinh công khai tuyên giữ các lời khuyên phúc âm và luật dòng trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn dân thánh. Chỉ bề trên tổng quyền sẽ nhận lời khấn của các khấn sinh.
cha thân. Kính mời cậu đoàn về. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là đầu mọi tín hữu và là đấng cứu độ hội thánh. Xin dùng quyền năng Chúa mà ban phép lành cho những chiếc khăn lúc này mà các tôi tớ Chúa mang vì yêu mến Chúa và yêu mến Đức Trinh Nữ Thiêm Phúc Maria. Ước chi nhờ ơn Chúa phù trợ, chị em sẽ mãi được sự trong, sẽ giữ mãi được sự trong trắng trong tâm hồn và thể xác mà khăn lúc này là biểu tượng. Hầu đến ngày ân thưởng muôn đời, chị em được đón nhận vào sự tiệc vinh phúc trên trời cùng với những người trinh nữ khôn ngoan. Chúa là đấng hằng sống và hiền tri muôn đời. Chị em hãy lãnh nhận lúc này như dấu chỉ. Các chị em thuộc hoàn toàn về Chúa Kitô và hiến thân phục vụ hội thánh. Thank you.
Chị A Hoàng Ngọc Trinh. Này con xin đến chị Teresa Hà Thịnh Huyền. Này con xin đến chị Maria Vũ Thị Cẩm Như. Này con xin đến chị Rosa Nguyễn Thị Như Quỳnh. Này con xin đến chị Maria Bùi Thị Hương. Này con xin đến chị Anna Lê Thị Hồng Thắng. Này con xin đến chị Maria Trần Thị Nhung. Này con xin đến chị Maria Đỗ Thị Cẩm Long. Này con xin đến chị Maria Nguyễn Thị Đường. Này con xin đến chị Maria Vũ Thị Thủy Tiên. Này con xin đến chị Maria Hồ Thu Hoài. Này con xin đến chị Maria Vũ Thanh Ngọc Trúc Lê. Này con xin đến chị An thân mến, chị An xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha đấng trọng ba ý định kiên vững lời cầu xin cho các tôi tớ Chúa, là những kẻ hôm nay muốn lặp lại lời khấn trước mặt Hội Thánh. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tái nhìn các tôi tớ Chúa đây, những kẻ mà Chúa đã gọi họ đi theo sát con Chúa hơn, và xin nói thương ban cho họ lấy lòng yêu mến mà kiên trì đi chọn con đường tình yêu của Chúa mà họ đã hân hoan bước vào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Tuyên khấn lần hai. Trong nghi thức tuyên khấn lần hai, chỉ về trên tổng quyền sẽ nhận lời khấn của các khấn sinh.
Giờ đây, chị Bề Trên Tổng Quyền thay mặt chị em trong hội dòng hôn chúc bình an các khấn sinh, như dấu chỉ tiếp nhận lời tuyên khấn của chị em trong hội dòng đang
thánh hiệu Catarina Siena. Anh chị em thân mến, chúng ta đang cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô và lễ khánh lần đầu cũng như lễ khánh lần hai của các chị em đây. Chúng ta hãy cùng nhau nhờ Chúa Kitô dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa Cha toàn năng. Xin cho các vị chủ chân trong hội thánh luôn hiệp thông với nhau trong tình huynh đệ và trở thành những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn. Những vị đã hướng dẫn chúng con trong đời dâng hiến và cho tất cả cộng đoàn dân Chúa đây được trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, xin bảo vệ gia đình Cha và đoái thương ban cho các chị em đây là những người đang dâng lên Cha của lễ đầu mùa và các chị tuyên lại lời khấn, được sức mạnh thánh thần để trung tín thi hành những điều các chị đã tuyên hứa và hiến thân phục vụ Cha với một tâm hồn thực sự tự do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nghi thức khấn lần đầu và khấn lần hai kết thúc. Kính mời cộng đoàn ngồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ và lời cầu chúng con dâng lên Chúa cùng với lời tuyên khấn lần đầu và khấn lần hai của các chị em chúng con. Xin rộng tay giáng phúc cho những hoa quả này để những hoa quả sẽ thâu lượm được trong tương lai còn tốt đẹp hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô. Người thừa đó hoa tinh tuyền sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ, người đã từng dạy chúng con rằng ai giữ lòng trong sạch thì thật là có phúc. Và nếp sống của người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về đức khiết tình. Người vẫn mong ước làm theo thánh ý, và khi vâng lời cho đến chết vì chúng con, người đã hiến dâng chính mình làm của lễ tỏa hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha. Người đã dành riêng cho mình những ai vì Cha mà từ bỏ mọi sự dưới đất để phục vụ Cha là đấng uy linh cao cả, và người đảm bảo là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô. Các con hãy làm việc
Đây là mầu nhiệm đức tin. Xin cha thương đến các chị em chúng con đã vì cha mà từ bỏ tất cả. Xin cho các chị em một niềm tin sống động để các chị tìm thấy cha trong muôn vật muôn loài và đem hết sức mình đáp trả lại nhu cầu của anh chị em. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa cứu thế và trao thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
bình an của Chúa hẳn ở anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa đây đến xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cần đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Thank you.
Chúa giúp cho các chị em vững